âm ly là phải kêu cái thiết bị này bằng cụ. Đấy, bằng cụ luôn nha mấy anh chị, bằng ông cổ, bằng ông cố gì, ông tổ gì đó. Đó, bằng cụ, nói chung là phải từ cái vai vế cụ đi lên chứ không thể nào mà cha chú được rồi. Đó, nói thiệt luôn, riêng con hàng này thôi anh chị có nghĩ được không, có tin được không là một mình nó có thể quánh được hai cặp loa 3 tấc mà trong một cái hộp nhỏ xíu như thế này. Đây đó, nó có gì ở trong đây mà tại sao em lại nói như vậy? Đó, nói có sách mách là phải có chứng đó, chứ không anh chị lại kêu em bốc phét. Đó, em không thể nào em bốc phét được cho anh chị nghe đâu. Đây, làm sao có thể bốc phét được. Riêng về cái độ đóng hộp á thì nhà sản xuất đi cho mình là hai cái là hộp xốp như thế này. Đây đó, nhỏ nhỏ nhưng mà biết vỏ nha, nhỏ nhưng mà biết vỏ. Đó, lớn chứ không biết, to xét thì rẻ tiền. Đó, không biết. Đây nè, riêng cái thiết bị này thôi, đây riêng em nói thôi anh chị ơi, đó một cái cục cái chút ép như thế này thôi nè, quánh hai cặp loa cho em, quánh hai cặp loa, quánh banh chành luôn, quánh cho tới là làng bên kia nghe luôn á. Đó, thấy vô anh chị, đây một mẫu mixer, đây Catalo này, sắt hướng dẫn của nó nè, MB82 nha. Đây một cục như thế này thôi đó, để thế này. Đây bốn cái đường cắm kết nối speedtone nha. Đây cổng speedtone này, dây loa như thế này, anh chị cứ việc cắm vào thôi. Ở đây hiện tại là chỉ có là chưa mượn được là cặp loa 3 tấc, cho nên là mới mượn được cặp loa 2 tấc thôi, cho nên là em phải là cắm vào cho anh chị nghe. Đây đó, gắn vào như thế này đó, nhà bác nào có 4 con loa thì gắn 4 dây, hiện tại là em đang có 2 con thôi, gắn 2 con rồi, gắn vô cái cạch như vậy đó. Còn đây là cái dây nguồn của nó, thì hiện tại là em đang có một cái dây nguồn y chang, thì thôi em để em lấy bên ngoài chứ đỡ mất công lấy ra. Đây, đem nguồn điện, nghe, đem nguồn điện tới thì nó sẽ được như thế này. Đây, ở dưới đây nó sẽ có cái chỗ cắm nguồn này, cắm đúng chiều thì nó sẽ vô, cắm vào như thế này thôi là mình đã có thể sử dụng được rồi anh chị. Đó, rất là nhanh. Đây quạt chạy rồi nè, quạt chạy o trong đây luôn rồi, liền công suất, liền vang, vang ở trên đây rất là nhiều hiệu ứng vang luôn, rất là nhiều anh chị ơi, 16 hiệu ứng vang DSP, quá đã luôn rồi, quá đã rồi. Rồi đó, rồi tiếp theo là cái gì nữa đây, tiếp theo là làm gì nữa đây anh chị? Con này kết nối được Bluetooth nha, bấm vào đây nha, MB3 sạc Bluetooth này, bấm vào đây để mình có thể kết nối được Bluetooth. Rồi bấm lên coi, đấy thì nó sẽ hiện ra Bluetooth cho mình đó, bắt đầu đòi nhận Bluetooth anh chị, anh chị đợi chút xíu nha. Rồi đây, nhiều khi bấm lên chưa vô. Rồi Bluetooth đây, mixer 01 đấy, ra rồi đó, hiển thị ra cái đĩa này, thấy không, hiển thị ra cái đĩa là bắt đầu nó kết nối đó. Rồi riêng con này quánh ra tới làng bên kia nghe, ra tới làng bên kia nghe luôn, vô cái nhạc ấy đó, lên nhạc cho chị nghe luôn. Đây ok nè, lên nè anh chị ơi, volume hai bên nè, đó lên tổng giùm em nha, bắt đầu dứt nè. Đó, cái này là volume tổng nè, cái này là kênh trái kênh phải nè, loa trái loa phải nha. Rồi lên nè, lên nè. Như thế này thôi, cấm cho mình tới 4 con loa như thế này. Ngoài ra các bác còn có thể chơi được này, đó 4 cái đường loa riêng biệt, mình có thể cấm vào những dụng cụ riêng biệt như sau, như là micro đi chẳng hạn. Ở đây em sẽ có cho mình là một cái mic có dây. Rồi đó, để mà chơi mà sòng phẳng nhất luôn á thì em đem một cái bộ mic là gọi là bình dân thôi, chứ không phải là bộ mic hay, mất công anh chị lại kêu là nhờ con mic thì nó mới hay. Đó, riêng cái bộ mic này chỉ có 100 mấy cành, gần 200 cành thôi, thì đây em sẽ cắm vào để cho anh chị nghe thử tiếng chất lượng âm thanh của nó nha. Đây nè, đó em cắm vào cái đường line số 2, thì anh chị hãy nhìn đường line số 2 ở trên đây rồi để xem coi nó lên chưa. Đó, tăng cái volume của mic lên nha. Đây tăng lên nè, xong bắt đầu nè, lên nè. Alo 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, này tăng lên nè, lên 6 1 2 3 4 5 6. Đó, nó vẫn chưa có hiệu ứng vang anh chị ơi. Đây nè, effect vặn lên, lên 6 7 8 9 10, lên 6, effect ở dưới đây vặn lên luôn. Lên 6 1 2 3. Hiện tại là đang ở hiệu ứng số 9 nha. Số 9 là delay.
em sẽ chọn một cái hiệu ứng nào đó gọi là reverb để văn phòng cho anh chị nghe thử nha. Hiệu ứng số 2 này, hiệu ứng hâu này. Lên 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, được chưa? Được chưa ạ? Đấy. Alo, 6. Một cái mic như thế này thôi mà cắm vào mà anh chị nghe thử chất lượng âm thanh đó này. Lên. Lên. Ok chưa? Một con hàng đánh 4 con loa. Nhỏ xíu 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 như thế này, MB82 nha. Bác nào thích chơi nhỏ gọn như thế này, nó thay thế luôn cả dàn âm ly nhà mình thì nên chọn con Mixer MB82 này nhé. Rồi còn thắc mắc chi tiết nào nữa cứ để lại comment cho em nha.